lại có tướng đại nhân tên là Mây Như Lai Phổ Đăng, vì hay chấn động cõi nước pháp giới, đại tự tại biển báu, dùng làm tra nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát mười phương và biển tràng trí huệ của Phật quá khứ hiện tại vị lai, đó là 7. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Rộng Lớn, chiếu khắp chư Phật, báu nhân Đà La, Bảo Vương Như Ý, Bảo Vương Ma Ni, dùng làm tra nghiêm, thường phóng quang minh Bồ Tát Diệm Đăng, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiển hiện các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, biển lực thanh tịnh của tất cả chư Phật, đó là 8. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Viên Mãn Quang Minh, Lưu Ly Ma Ni Vương, đủ thứ hoa báu thượng diệu, dùng làm tra nghiêm, tất cả các báu phóng lưới quang minh sáng lớn, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, tất cả chúng sinh đều thấy Như Lai hiện ngồi ở trước, khen ngợi pháp thân công đức của chư Phật và các Bồ Tát, khiến cho họ vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai, đó là 9. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh Tạng, chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh, các hoa báu đẹp, dùng làm tra nghiêm, quang minh báu chiếu khắp vô lượng thế giới, bảo diệm che trùm khắp tất cả cõi nước, mười phương pháp giới thông đạt vô ngại, tiếng Phật chấn động tuyên nói biển pháp, đó là 10. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh, chiếu sáng khắp tỳ Lưu Ly nhân Đà La Kim Cang Ma Ni báu, dùng làm tra nghiêm, lưu ly quang báu sắc tướng sáng triệt, chiếu khắp tất cả các biển thế giới, vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp pháp giới. Như vậy đều từ biển đại công đức trí huệ của chư Phật hóa hiện ra, đó là 11. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Chánh Giác, dùng tạp hoa báu làm tra nghiêm, các hoa báu đó đều phóng quang minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng đầy khắp tất cả vô biên thế giới, khiến cho các thế giới đều được thanh tịnh, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt, đó là 12. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh chiếu sáng, dùng biển báu Diệm Tạng, Tâm Vương Ma Ni làm tra nghiêm, phóng ra đại quang minh, trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát và hạnh của các Bồ Tát tu hành, trí thân, pháp thân và các biển sắc tướng của tất cả Như Lai đầy khắp pháp giới, đó là 13. Lại có tướng đại nhân tên là Mây Tra Nghiêm chiếu khắp, dùng hoa kim cang báu tỷ lưu ly làm tra nghiêm, phóng ra đại quang minh, trong quang minh có tỏa hoa sen báu lớn, đầy đủ sự tra nghiêm che trùm khắp pháp giới, tự nhiên diễn nói 4 Bồ Tát hạnh, âm thanh đó khắp cùng các biển pháp giới, đó là 14.